vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong băng cướp dàn cảnh đụng xe kéo lê để cướp tài sản trên đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 21 tháng 1. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thị Thảo 57 tuổi ngụ quận 4, Đỗ Phương Minh 30 tuổi ngụ quận 4, Phạm Nguyễn Thanh Nhật 23 tuổi ngụ quận 1, Kiều Ngọc Lịch 44 tuổi ngụ quận 8 và Trương Khắc Bảo 37 tuổi quê Đồng Nai. Nhóm này đã dàn cảnh cướp tài sản của anh Đỗ Đức Hải 40 tuổi ngụ quận 9 trước số nhà 104 Bàn Cờ, phường 3, quận 3. Theo đó, khi phát hiện túi anh Hải có tiền, Chuẩn vượt lên chặn đầu xe anh Hải, Nhật chở Minh cùng các đồng bọn chạy xe lên vây quanh xe nạn nhân. Trong khi anh Hải và Chuẩn cãi nhau, Minh thò tay vào túi anh Hải lấy cọc tiền hơn 39 triệu đồng. Phát hiện Minh lấy tiền, anh Hải nắm chặt tay Minh để lấy lại thì Nhật tăng ga bỏ chạy về hướng Điện Biên Phủ. Anh Hải bị xe kéo lê một đoạn thì giật lại được số tiền và kéo Minh ngã xuống đất. Lúc này đồng bọn đã chạy đến đánh anh Hải để giải cứu Chuẩn. Trưa cùng ngày, công an quận 1 phối hợp với công an quận 3 bắt giữ nhóm đối tượng trên khi nhóm này đang chuẩn bị thực hiện một vụ dàn cảnh khác trên khu vực quận 1.